Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì tôi quay tại cửa hàng chúng tôi để cho quý vị và các bạn thấy được là hiện nay tại cửa hàng chúng tôi đang bán rất nhiều các dòng xe Hyundai Grand i10 các bạn nhé. Hiện nay tại cửa hàng chúng tôi đang phân phối và đang bán sẵn các xe Hyundai Grand i10, chủ yếu là những chiếc xe bản sedan, số sàn và là phiên bản 1.2 các bạn nhé. Chúng tôi đang có đủ các đời từ 2017, 2018, 2019 đến 2020 luôn các bạn nhé. Đấy, rất là nhiều các xe, rất là nhiều các mẫu xe Hyundai Grand i10 chúng tôi đang bày bán tại cửa hàng chúng tôi hiện nay. Quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua những chiếc xe Hyundai Grand i10 thì chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318, 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem và lái thử những chiếc xe tại cửa hàng chúng tôi ạ. Đến với cửa hàng chúng tôi thì quý vị các bạn sẽ mua được những chiếc xe i10 như ý mà quý vị và các bạn đang chọn. Tại vì là rất nhiều những chiếc xe Hyundai Grand i10 đang bán tại thị trường hiện nay, mỗi cửa hàng có khi người ta chỉ có 1 đến 2 chiếc thôi. Mà hiện nay tại cửa hàng chúng tôi đang có rất nhiều những chiếc xe Hyundai Grand i10, kể cả còn rất nhiều những chiếc, có những xe chúng tôi đang bày ở đây rồi, và còn rất nhiều những chiếc xe chúng tôi đang dọn dẹp ở bãi, đang để ở bãi dọn dẹp. Còn chiếc xe chúng tôi đã hoàn thiện xong rồi, chúng tôi đang để đây để bán. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua những chiếc xe Hyundai Grand i10 thì chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318, 320 đường Nguyễn Xiển để quý vị các bạn được xem xe và được lái thử những chiếc xe Hyundai Grand i10 ngay tại cửa hàng chúng tôi các bạn nhé. Tại vì là quý vị và các bạn đi mua xe cũ thì tôi cũng khuyên quý vị các bạn đến trực tiếp xem xe, trực tiếp lái thử trực tiếp. Và hiện nay chúng tôi đang có nhiều những chiếc xe Hyundai Grand i10 như thế này thì quý vị và các bạn có thể đến xem xe. Quý vị các bạn có thể chọn được những chiếc xe ưng ý nhất tại cửa hàng chúng tôi quý bạn nhé. Tại vì những chiếc xe cũ thì sau những năm tháng sử dụng thì chất lượng nó sẽ khác nhau quý vị các bạn ạ. Đấy, tại vì là tôi nói như thế này để cho quý vị các bạn hiểu nhé. Cùng một chiếc xe đều sản xuất năm 2018 chẳng hạn, đều sau 6 năm sử dụng rồi, nhưng bây giờ có những xe chạy nhiều, có những xe thì chạy ít, có những xe thì chủ xe giữ gìn, có những xe thì chủ xe không giữ gìn, có những xe chạy dịch vụ, có những xe không, có những xe bị tai nạn, có những xe không, có những xe lỗi, có những xe không các bạn nhé. Đấy, cho nên là chính vì rất nhiều lý do cho nên là chất lượng sản phẩm của những chiếc xe nó sẽ khác nhau, cái giá thành nó cũng khác nhau luôn các bạn ạ. Và đặc biệt tiền nào thì của nấy các bạn nhé. Cho nên là quý vị các bạn đến với chúng tôi khẳng định luôn là quý vị các bạn sẽ mua được chiếc xe ưng ý, phù hợp với túi tiền mà quý vị các bạn bỏ ra. Hiện nay chúng tôi đang bán những dòng xe Hyundai Grand i10 sedan, số sàn, và chúng tôi đang có đời từ 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Giá thành chỉ từ hơn 200 triệu cho đến dưới 300 triệu các bạn nhé. Đấy, trong cái khoảng hơn 200 đến dưới 300 triệu thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Hyundai Grand i10 tại cửa hàng chúng tôi rồi quý vị các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thưa với quý vị và các bạn, trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở chất lượng. Những sản phẩm tốt thì giá thành không bao giờ rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì không bao giờ có chất lượng tốt. Vì vậy mà quý vị và các bạn nếu muốn mua sản phẩm tốt thì quý vị các bạn đừng quan tâm đến giá cả, đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng trước đã quý vị và các bạn nhé. Đấy, thì hiện nay chúng tôi đang có nhiều như này thì quý bạn đến xem xe thì quý vị các bạn có quyền lựa chọn, chọn cho mình được cái xe chất lượng ưng ý nhất, giá thành phù hợp nhất, phù hợp với túi tiền của mình các bạn nhé. Đấy, thì quý vị và các bạn có biết không, khoa học cũng đã chứng minh rồi, những người hay hát một mình trong nhà tắm thường là những người rất là vui vẻ, rất là yêu đời. Những người đang theo dõi video của tôi mà đăng ký kênh, like video là những người rất thông minh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều các bạn nhé. Quý vị và các bạn nào mà đang theo dõi video thì xin quý vị và các bạn hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên được kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
người bán, vạn người mua hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.